Thưa quý vị, hiện nay thì có gần 224 triệu người tại 27 quốc gia thành viên của EU cũng đã được tiêm chủng. Trong đó thì Tây Ban Nha dẫn đầu với 58,3% dân số đã được tiêm, tiếp theo là Ý, Pháp và Đức. Thống kê này đã được đưa ra dựa trên các số liệu chính thức cho thấy khoảng 50% dân số Liên minh châu Âu, EU đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Cụ thể, gần 224 triệu người tại 27 quốc gia thành viên EU đã được tiêm chủng, trong đó Tây Ban Nha dẫn đầu với 58,3% dân số đã được tiêm chủng. Và tiếp theo là Italia với 54,4%, Pháp là 52,9% và Đức là 52,2%. Theo thống kê của AFP, đã có 59,3% dân số EU đã được tiêm một mũi vaccine, trong khi con số này tại Mỹ là 57,8%. Các con số này đồng nghĩa với việc châu Âu đã vượt qua Mỹ trong chiến dịch tiêm chủng và hiện tại Mỹ mới chỉ có khoảng 49,7% dân số được tiêm chủng đủ liều, song chiến dịch tiêm chủng đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt là ở các bang miền Nam và miền Trung Tây. Mỹ cũng đang tụt hậu so với nước láng giềng phía Bắc là Canada, quốc gia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng muộn hơn nhưng hiện đã có 59% dân số được tiêm đủ liều.